Cam này không biết là cam zin hay là cam 360 độ anh em nhỉ. Đây chính là cam 360 độ Oview đấy. Đang lắp cho chiếc Solet. Đây là mắt rường phụ. Mắt trước của nó đây. Rất đẹp. Cái sườn hai bên thì mình nhìn như còn khoảng trống bao nhiêu thì mình lùi. Cái tiến này nó sẽ chuyển về cam trước. Máy ngóc lái. Mắt liếc nhá, mắt nó liếc lên rộng. Kia lùi là nó liếc. Này, máy ngóc lái luôn. Đấy, nó liếc. Cái góc nó quét rộng hơn. Em để cái chế độ này nó nhảy nâu hơn được không? Bình thường sẽ bấm xi nhan thẳng như này thì nó sẽ lên là cái hai sườn hai bên. Tức là anh để P hoặc D thì anh bấm xi nhan thẳng thì nó sẽ lên sườn hai bên. Để ví dụ đi qua trụ trước. Đấy, trụ sau. Còn chở D này. Thì trụ trước này. Đấy, tắt đi này. Xin chào chương trình và xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là hiện tại thì em có em gái. Thank you.